Chào các bạn, hôm nay công nghệ số 24 giờ review cho các bạn chiếc máy nghe lén X8 có chức năng định vị ghi âm nghe lén. Đây là chiếc máy nghe lén X8 chúng ta này. Tôi sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Đây là sản phẩm máy nghe lén X8 của chúng ta này các bạn này. Đó, nhìn nó rất là chắc chắn nhé. Đây là số ID của thiết bị này. Đó. Đây là khe cài thẻ SIM này. Nó có cái lắp này nó đậy để nó chống nước các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm trên thị trường siêu nhỏ như vậy là không có chức năng chống nước đâu các bạn ạ. Đây là khe cài cáp sạc sạc pin cho thiết bị này. Còn đây là đèn báo sáng để biết nó đang hoạt động hay là không này. Còn đây khe cài SIM này. Đây là cáp sạc sạc pin cho thiết bị này. Đây miếng băng dính 3M này. Đây quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt này. Đây là miếng nam châm này. Đây cái quyển hướng dẫn sử dụng và có cái mã code này các bạn này. Đây. Các bạn hãy cố định cái miếng băng dính 3M này vào như này nhá. Sau đó chúng ta sẽ ốp miếng nam châm vào như này. Miếng nam châm này chúng ta là nó có răng cưa này là siêu dính luôn các bạn nhé, không bao giờ bị trơn trượt. Vì các bạn để cố định ở trên xe thì rất là tốt. Các bạn trên xe hầu như đều là sắt thép cả, nó sẽ có rất là dính này. Đây các bạn nhìn nó rất dính luôn nhé các bạn nhé. Tôi sẽ để gọn những cái này ra và giới thiệu các bạn. Trước khi sử dụng hướng dẫn cách sử dụng, các bạn hãy nhanh nhanh tay đăng ký kênh ủng hộ kênh chúng tôi để chúng tôi ra những video mới nhất. Các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Đây, đây là chiếc SIM Lalo bình thường này các bạn này. Đó, các bạn hãy ấy khuôn thứ hai nhé. SIM của chúng ta đều có 3 khuôn. Thế như chúng ta sẽ lấy cái khuôn thứ hai này. Đó, đây là đầu vát của nó này. Đó, các bạn hãy lắp SIM đúng chiều cho tôi này. Các bạn lấy đầu vát này và mặt đồng úp xuống phía dưới chân sạc này các bạn nhé, hoặc là xuống phía dưới của cái miếng đậy chống nước này các bạn nhé. Hay các bạn ấn vào như này giùm tôi này. Đó. Bạn nắp giùm tôi như này. Đó, đây như này. Và như này các bạn hãy ấn như này. Đó. Như vậy là thiết bị chúng ta đang nháy sáng như này, đang hoạt động này các bạn này. Trước khi hướng dẫn các bạn cách sử dụng, các bạn thấy hay các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh ủng hộ kênh chúng tôi, các bạn like chia sẻ giùm tôi nhé các bạn nhé. Đây, các bạn hãy mở điện thoại ra rồi download app về trên máy này. Chúng ta dùng nếu các bạn dùng điện thoại Android, các bạn hãy vào cửa hàng ứng dụng CF Play. Đây cửa hàng ứng dụng CF Play là các bạn này. Đó. Còn nếu các bạn sử dụng iPhone thì các bạn vào App Store, các bạn tải app về trên máy. Các bạn có thể gõ từ khóa là An chip này. Đây. An chip. Đây. Tên app của nó đây. Các bạn tải về. Sau đó đấy là một cách để tải về. Hoặc các bạn có thể vào Zalo, các bạn cũng có thể quét code của nó cũng được. Đây. Các bạn quét code. Đó, các bạn hướng trước màn hình camera cái code này nó sẽ quét cho chúng ta. Đó, đây. Các bạn bấm đồng ý cái nó sẽ tải về. Đó, hoặc các bạn có thể vào Google. Các bạn gõ từ khóa như sau này. GPS không không năm chấm
com. Đó, đây như vậy, như này các bạn cũng có thể download được về. Nếu các bạn sử dụng Android, các bạn hãy kích vào Android, hoặc sử dụng iOS thì các bạn kích vào iOS nha các bạn nhé. Đó, như vậy các bạn nó có rất nhiều cách tải các bạn ạ. Đó, đây tôi sẽ tải cái app đó về trên máy này. Tôi sẽ download cái app nó về trên máy cho các bạn. Này, các bạn hãy quét code này. Đó, như vậy. Bạn download về. Các bạn chờ một chút, nó sẽ download về, app về trên máy các bạn nhé. Trước khi chờ nó download về trên máy thì các bạn hãy vào phần soạn tin nhắn để sử dụng chức năng nghe nén của nó này. Các bạn soạn tin nhắn như sau này. Các bạn số điện thoại để gửi đến là số nằm trong cái thiết bị này nha các bạn nhé. Đó, số nằm trong cái này. Còn nội dung cú pháp như sau này. 101 thang 137, số điện thoại là cái số nằm trong cái điện thoại này là số chủ nhân nhé các bạn nhé. Chẳng hạn như số của tôi nắp trong này là số 0, là trong cái cục này là 0941089888, hoặc và cái số lắp trong cái điện thoại này là số 0941454888 thăng. Đó, đây các bạn là gửi gửi như vậy, lát nó sẽ trả lời lại một cái tin nhắn cho chúng ta là chữ OK, là chúng ta sẽ sử dụng được chức năng nghe nén và kiểm soát quyền sử dụng cái thiết bị này, và chỉ có một mình chúng ta sử dụng được cái thiết bị này thôi nhé các bạn nhé. Đó, đây app của chúng ta nó download về đây các bạn này, các bạn hãy kích tải về. Đó, đây các bạn chờ chút, nó đang tải về đấy. Tôi quay lại, tôi sử dụng cái phần chức năng nghe nén này. Các bạn hãy điện đến cái số điện thoại lắp ở trong cái thiết bị này nhé. Đó, đây. Như vậy nó chưa trả lời lại tin nhắn là nó báo bận. Các bạn khi nó đã trả lời lại tin nhắn, nó sẽ tự động bắt máy. Đây. Các bạn download app về. Đây nó đang cài đặt. Các bạn chờ chút, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt này. Đó, đây, nó vận ra như này. Các bạn thường thường thì nó sẽ có hai cái, là một đăng nhập bằng số xe và đăng nhập bằng tên người dùng. Nếu nó đang ở trên bên như này màu xanh thì các bạn chuyển sang đăng nhập bằng số xe dùng tôi nhé. Các bạn hãy kích vào đây. Rồi nhập cái mã số ID nằm trên cái thiết bị này dùng tôi này. Các bạn nhập vào 702 và mã mật mã của nó thì là mật mã mặc định là 123456, thiết bị nào cũng vậy nha các bạn nhé. Các bạn kích vào nhớ thông tin đăng nhập dùm tôi này. Các bạn đây nó đã có Google Maps rồi. Các bạn hãy kích vào đăng nhập giùm tôi. Đó.
Đó, đây thiết bị chúng ta rất là chuẩn này. Như kinh nghiệm để các bạn đây, số nó có báo số nhà này và địa chỉ này, rất là chuẩn xác, tên đường, số nhà, tên đường, phường, xã, huyện, tỉnh này, cực kỳ chuẩn xác luôn. Ở dưới này nó có khoảng cách người và xe, các bạn thấy đây, nó có ghi là tốc độ này, hướng này, dừng, thời gian dừng này. Đấy, đây là kinh nghiệm tôi muốn truyền đạt cho các bạn khi mua thiết bị định vị, nó phải báo chi tiết như thế này thì thiết bị mới là chuẩn xác và dùng được tốt chức năng định vị nha các bạn nhé. Có thể nếu như cái dòng gửi tin nhắn hoặc là nó không cập nhật liên tục đấy, thì nó sẽ đây, nó đang đếm giây như liên tục như này, nó đang cập nhật này. Nếu như các bạn không dùng cái chức năng, cái thiết bị định vị không có chức năng như vậy, nó là thiết bị không chuẩn xác. Nhưng thiết bị chúng ta nó chi tiết, nó có tên đường, số nhà rất là chính xác này, và có hướng, thời gian dừng và đỗ, vận tốc bao nhiêu km, nó đều báo như vậy, ở thiết bị cực kỳ chuẩn xác. Đấy là kinh nghiệm tôi truyền đạt cho các bạn. Còn đây là sử dụng chức năng ghi âm này các bạn này. Các bạn hãy kích vào đây. Bạn mở giùm tôi. Mở giùm tôi cái chức năng ghi âm, các bạn bấm vào xác nhận này. Đó. Các bạn bấm vào xác nhận, nó sẽ có chức năng ghi âm. Một lát sau nó sẽ gửi file ghi âm về trên máy trực tiếp cho điện thoại chúng ta. File ghi âm nó lưu trực tiếp trên đám mây nhé các bạn nhé. Nó không có phải như những thiết bị đời cũ là test thẻ nhớ. Còn đây chúng ta cài chức năng nghe lén ở bên trong app này cũng được này các bạn này. Các bạn hãy vào phần app Anchip mà các bạn kích vào đăng nhập này. Giờ các bạn hãy vào phần cài đặt này, cài đặt số điện thoại này. Đây, bên trong này nó có chức năng bật chức năng báo động cảnh báo này, khi có người hoặc là di chuyển trên xe nó sẽ báo động cho chúng ta này. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó, các bạn hãy kích vào đó để khởi động chức năng báo động cho thiết bị khi có người và có di chuyển ở trên xe, nó sẽ báo động chúng ta nhé. Đây, hoặc chúng ta có thể cài đặt số trung tâm này, các bạn nhập số của mình vào 0941454. Đó, các bạn hãy nhập số chủ nhân ở trên cái điện thoại này, chúng ta sẽ nhập số của chúng ta vào, thì các bạn sẽ sử dụng được chức năng nghe lén này. Như vừa nãy tôi điện là nó sẽ báo bạn, giờ tôi sẽ điện lại, nó sẽ tự động nó bắt máy các bạn nhé. Chúng ta làm những cái này là không được lên vội vàng quá các bạn. Từ từ lúc nào nó sẽ thực hiện được lệnh thì nó mới báo cho chúng ta. Giờ tôi sẽ quay sang chuyển sang cái chức năng định vị và chức năng giờ tôi sẽ sử dụng cái chức năng ghi âm này, test lại cái file ghi âm vừa nãy tôi giới thiệu với các bạn đó. Đây, đây là đó, các bạn hãy tắt nó đi. Đó, giờ tôi sẽ quay lại phần chức năng nghe lén này, các bạn hãy kích vào đây. Nó sẽ tự động bắt máy. Alo, alo.
tôi để loa ngoài lên nó sẽ rú lên như vậy nha các bạn nhé. Alo 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 à, nghe rất là rõ nét nha các bạn nhé. Mọi chi tiết đặt hàng hoặc mua hàng các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0941089888, hoặc các bạn có thể truy cập website cameraquaylen.com.vn. Bên trong chúng tôi có rất nhiều các sản phẩm để cho các bạn lựa chọn. Giờ công nghệ số 24 giờ xin kết thúc phần video ở đây. Mọi chi tiết các bạn có thể gửi qua email hoặc qua Zalo cũng được. Tôi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.